Vâng, bây giờ thì ai mà hình ảnh nó hơi bị mờ thì có thể chỉnh chất lượng hình ảnh ở đây. Con gì đấy, AC và Min à? À, AC và Hitty, như vậy một cái đấu kèo cân thôi ở Mapla. Trong nhiều quả gian đầm thế này thì AC và Hitty nó cũng chỉ ngang ngang nhau. Hitty thì Hitty thì cũng là một đội quân tuyển, nhưng mà nếu mà xét về việc ép đời thì AC đánh giá cao hơn. Nhưng em phải nhớ rằng là nó là chỉ là lý thuyết thôi. Còn đây là tính chất của một trận đấu. Trong một trận không có điều gì có thể nói trước được cả. Hoàng Nhi đã từng thua chim sẻ 0-2 ở thể loại AC xăm, nhưng lại thắng lại 3-2. Đây là một ngày đấu cực kỳ thăng hoa của Hoàng Mai Nhi. Tất cả cũng nhờ những sự động viên và ủng hộ của quý vị khán giả như ngày hôm nay. Chào bạn Hoàng Triệu. Thay mặt Hoàng Mai Nhi, và như thay mặt bản thân mình thì mình chào luôn bạn Hoàng Triệu, người chia sẻ. Chào người chia sẻ Get Baker, tếu xóm mấy á, chắc là cùng làng với nhau rồi. Hỏi xem anh em có cùng ngành không, là bán bún. Tếu thì ngày nào cũng vận chuyển khoảng mấy yên bún đi. Nghiến răng là tăng đam, đúng rồi. Chắc là anh em không biết mấy cái này. Khi nào mà anh em chém, anh em nghiến răng mạnh vào. Càng nghiến mạnh thì đam có lạc đà với chém nó càng tăng. Còn nếu mà đánh cung thì phải há mồm thật to vào, khẩu hình mồm tốt. Thì lúc đấy cung R điều nó sẽ không bao giờ bị chết. Và đam của cung R nó sẽ được lớn hơn. Anh em cứ thử là sẽ biết. Hello Lê Lợi. Fan cứng cộng 1 bạn Hoàng. Đây chúng ta thấy là có chữ fan cứng cộng 1 đây. Rồi sẽ có cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5. Tặng sao cho mình. Mình thì lại chưa được có chức năng tặng sao. Thôi để lúc nào mà Facebook họ có, họ dành riêng cho mình thì mình sẽ cần bạn ủng hộ sau. Lúc này thì thôi, chúng ta cứ like và chia sẻ cho Hoàng Mai Nhi. Sắp tới thì Hoàng Mai Nhi cũng sẽ có nút tặng sao. Chỉ cần anh em yêu thương và ủng hộ hết mình cho Hoàng Mai Nhi như ngày hôm nay, và cũng như những ngày trước đó, thì cũng sẽ sớm thôi có nút tặng sao. Chả sớm thì muộn, Hoàng Mai Nhi cũng sẽ u đầu vì sao thôi. Anh Huy Quang Lê là một anh phải nói là mình thấy là ngày nào anh cũng vào theo dõi kèo và rất nhiều lời động viên, cũng có like và chia sẻ rất mạnh. Thậm chí còn tag cả bạn bè để theo dõi kèo đấu này. AC và Hitty. Tỷ số giờ là 2-1 cho Hoàng Mai Nhi rồi. Cố gắng để mà dứt điểm ở trong C này. Mà chính ra một trận chung kết cũng sẽ là một trận đấu mà nhiều người trông đợi. Nhưng vấn đề là phải có kết quả tốt. Thì nếu vào chung kết mà nó đắng đắng thế bạn, bãi quả xấu rồi quân nó không như ý thì cũng căng. Dứt điểm được C nào hay C đấy. Chào Long Nguyễn. Vâng, 1K7 rồi. Trận đấu được coi là chung kết của Chip Boy. Có lẽ là cũng sẽ nhanh chóng lên con số 2K thôi. Bởi vì thường đầu trận là anh em hay làm một việc cá nhân gì đó. Có bạn thì chỉ cần khoảng 30 giây thôi. Có những bạn còn thấp hơn, có thể là 10 giây. Chỉ cần như vậy thôi là chúng ta lại trở lại rồi. Chào Quang Huân đã tham gia theo dõi. Và người chia sẻ Quang Hội, cảm ơn. Người chia sẻ em gà. Mình chưa lấy vợ. Mình dự định là sẽ bình luận cho anh em đến năm 35 tuổi. Bằng số tuổi của... À không, và lớp hiện tại là đang là 29 tuổi. Mình nhớ không lầm là 29 tuổi hay 30 tuổi gì đó. Sắp tròn rồi. Bây giờ tính là tròn bằng tuổi vào lớp thì đấy, tính cái chuyện lấy vợ sau. Chào Lê Thế Anh nha. Mình tên là Vmoon bạn ạ. Chào fan cứng Phạm Văn Liên. Chào bạn Thái Lê đã tham gia theo dõi kèo. Các bạn nhớ theo dõi thì hãy ủng hộ cho Hoàng Nhi bằng cách like và chia sẻ. Tag thêm bạn bè người thân, các bằng hữu của mình lại. Những người mà thường xuyên fit ở mỗi kèo đấu nhưng lại xin đồ rất nhiều. Sau đó ra ngồi uống trà đá lại chém gió là tao đánh hay. Bài sẽ kích đài khoảng 10-30 cho Hoàng Mai Nhi. Đồ sẽ không thể rúa lên sớm được vì dân gỗ đang thừa nhiều. Và hiện tại là đang có khoảng 10 con dân ăn thực thôi. Dồn vào kích
Vâng, tròn 10-30 luôn. Lớp ạ, lớp sinh năm 1988. Bài dâng A của thủ Hoàng Mai Nhi. Thời gian có bạn tới Đặng Thành ơi. Bạn có thể nhìn thấy là ngay trên bảng quân là có thời gian. Bởi thời gian này là thời gian mà mình đã kéo xuống cho anh em nhìn dễ hơn. Do bên Facebook họ có cái mục trực tiếp nó che mất. Đã cố gắng cán lên bốc 2k nào. Vẫn chưa thấy cán lên bốc 2k. Vâng, bắn con dân này lên 2k. Giết được một con là lên 1000. À lên 100 chứ, lên 100. Rồi cố gắng là giết đen dân. Giết bằng T. Vâng, một con T hút được 3 con dân. Thế là cũng lãi rồi. Các bạn không làm ăn gì được. Chỗ này khả năng cao là còn ruộng cơ. Xây thoáng thoáng này nha, đừng để họ bộ boy lại. Không thấy ra ruộng. Vẫn một cá chín, chưa lên 2k nhỉ. Chưa lên 2k. Chip boy sắp quyết đến nơi rồi mà 100 anh em lại đang chuẩn bị bỏ lỡ tình huống này. 100 anh em đang nhìn thấy, đang bỏ lỡ tình huống nhìn thấy. Vâng, F3 lên đài rồi em ơi. Chip boy ơi, anh lên rồi. Có thể xoay tham đi. Lắm T thì anh, ừ anh có lực mà. Anh đánh T được không? Nên là răn đầm này, cấm đánh T à thằng này. Thế bây giờ là răn đầm hay là cung R? Thế bây giờ mày thích solo cung R hay là như nào? Thế bây giờ lại chơi kéo AC hit đánh chay cung R. Lên 3 rồi, anh thích, anh có lực, anh sóc T thì kệ anh. Ơ kìa. Ồ thế lại cấm. Bây giờ răn đầm 2k rồi, 2k anh em vào để xem nó như đánh T giết chết cái thủ chip boy. Vâng, chip boy gõ 1 là chạy nhưng chưa quit. Rất nhiều dân chạy. T đang lộng hành ở bản đồ. 4 con T đi công hết cả dân của game thủ chip boy rồi. Chip boy còn chưa lên 3. Vâng, bây giờ dân đâm đây còn cấm anh đánh T nữa thì anh chịu rồi. Anh lên 3 rồi em ạ. Xây A từ mấy đây, ốp A nhà của chip boy không. Giết chết chip boy bằng T. Rất khôn đốn. Vâng, một bài đấu mà có lẽ nó sẽ khắm hơn nếu anh lên giáp. Vâng, lên cái giáp tình huống này thì không hiểu là chip boy sẽ lấy gì để thi đấu. Có lẽ là đỡ xong nhà thì chip boy lên được mỗi cái bánh xe. Bắt được khoảng 2 đến 3 con cung R. Bây giờ vẫn đang cố để xây A. Ô thế chứ lại chip boy lại cấm mình sóc T chứ lại khổ thật. Bây giờ chưa bánh xe. Anh em đâu rồi? Rất cần những cú like và chia sẻ của anh em để ủng hộ và động viên cho tinh thần thi đấu của Hoàng Mai Nhi. Đánh cực kỳ công hiến. Vâng, có một cho chip boy với tỷ số là 3-1. Khổ thật. Ông chơi toàn T là T. Một tên đầu sóc T và chip boy hoảng loạn. Chip boy một quái. Sao lại sóc nhiều T thế anh? Đúng lúc lên 3 của mình. Có lẽ là chip boy tên này rất cáu. Rất cáu. Vâng, 2k1 anh em theo dõi rồi. Rất cần 2k1 anh em có thể chia sẻ và like mạnh mẽ hơn nữa cho Hoàng Mai Nhi. Để mình kiểm tra thì hiện tại là bao nhiêu lượt like và chia sẻ rồi. Đánh rất hay. 3-1 C1. Cực kỳ cáu luôn. Bởi vì ra đến 4 con T bắn bây giờ. Đỡ thì không đỡ được rồi. Dân thì chưa có bánh xe thì chả phải F3 lại. Để biết đâu cái trường hợp đó là game thủ Hoàng Nhi chưa kịp lên 3. Bây giờ trông chờ mỗi trường hợp đấy thôi là bắt rồi, như phải đem hết T đi. Chứ nếu như mà T còn là xác định là chip boy là quit luôn rồi. Thực ra bài này mình có đen hết 2-3 con T vẫn được. Chỉ cần một con T thôi thì game thủ chip boy cũng không thể làm ăn gì được rồi. Chết con nọ mình sẽ đẻ con kia. Rất khôn đốn dành cho chip boy. Đánh kiểu sóc T đều ở tân đầu. Làm lối đánh phải nói là khó có cửa đỡ dành cho Hitty. Nhất là bài lên muộn. Đang là 2k1 anh em theo dõi. Và 2k1 anh em đang chứng kiến toàn bộ hình ảnh của ông Nhi công chết chip boy bằng một tuần T. Còn chưa cần có UR.